Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là Oppo Neo R831 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Oppo Neo R831, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn nó có đầy đủ tất cả mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Oppo Neo R831, từ màn hình cảm ứng, loa mic rung, chuông, khay sim, thẻ nhớ, chân sạc, bảng main, màn hình, nói chung tất cả mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Oppo Neo R831 đều có sẵn tại di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa nhanh, chính xác cho các bạn. Các lỗi liên quan phần mềm trên điện thoại Oppo Neo R831 như treo logo, mất bút, mất email, không vào được các ứng dụng, không vào được phần tin nhắn, camera, máy ảnh, cũng đều đã có sẵn file chạy fix lỗi cho vị các bạn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Quý hàng không phải chờ lâu, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành fix lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm cho vị các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý hàng có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tức là quý hàng đặt hàng online tại website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển linh kiện mà quý hàng đang cần đến tận địa chỉ quý hàng yêu cầu, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Quý hàng nhận được linh kiện của Oppo Neo R831, quý hàng mới phải thanh toán tiền cho bưu điện, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Và trên hình các bạn để thấy đây là toàn bộ linh kiện của điện thoại Oppo Neo R831. Đây là phần bảng main chứa camera, khay sim, chân sạc, trên tiếp xúc pin. Phần chân sạc của Oppo Neo 3 thì đặt ở phía cuối này. Đó, mình sẽ mở tiếp cho quý vị các bạn. Cũng giống như tất cả các mẫu điện thoại Oppo, Oppo Neo R831 có thiết kế phần cứng cực kỳ đơn giản, dễ sửa chữa, thay mới khi cần. Đó, nó không quá khó khăn như một số mẫu điện thoại smartphone đời cao hiện nay, mà Oppo Neo R831 cực kỳ dễ sửa chữa, khắc phục các lỗi, sự cố. Đó, khi cần. Đó, đây là toàn bộ bảng main của Oppo Neo 3, rất là nhỏ thôi, nhưng nhỏ nhưng có võ. Đó. Và đây phần bảng main phía trên. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Oppo Neo 3, Neo R831, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi nhất vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn.